Vâng, Nội Thất Xe xin chào các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi đang chuyển hai bàn giám đốc cho khách hàng ở bên Linh Đàm các bạn nhé. Đây là quá trình cho ra lên xe và mang cho khách. Chúng tôi sẽ review cho các bạn sản phẩm của tôi trong tập nhé. Khách hàng này chọn hai tông màu là đen và trắng, mặt bàn màu đen, viền trắng kẻ chỉ và cánh cửa màu trắng các bạn nhé. Chúng tôi sẽ review cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn.